đã đến với Life Forex Channel. Như đã hứa trong video lần trước thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các trader hai dạng phân tích còn lại của thị trường. Để cùng tìm hiểu kỹ hơn thì các trader nên tập trung cao độ khi xem video này của chúng tôi nhé. Phân tích kỹ thuật là một khuôn khổ mà nhà giao dịch nghiên cứu sự di động của giá. Lý thuyết này là một người có thể biết được sự di chuyển của giá cả trong lịch sử và xác định được điều kiện giao dịch hiện tại và biến động giá cả tiềm năng. Dấu hiệu chính cho việc sử dụng phân tích kỹ thuật là, về mặt lý thuyết, tất cả các thông tin thị trường được phản ánh qua giá cả. Nếu giá cả phản ánh tất cả thông tin hiện có, vậy sự biến động giá cả là tất cả cái chúng ta cần thực hiện một giao dịch. Bạn đã bao giờ nghe câu này, lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó? Quen thuộc phải không? Vâng, đó là vấn đề cơ bản của phân tích kỹ thuật. Nếu một mức giá thể hiện như một mức hỗ trợ hay kháng cự trong quá khứ, nhà giao dịch sẽ chú ý nó và thiết lập giao dịch của họ quanh mức giá này. Phân tích kỹ thuật tìm kiếm những mô hình giống nhau mà đã hình thành trong quá khứ và sẽ thiết lập ý tưởng giao dịch theo sự biến động của giá diễn ra giống với cách mà nó đã hình thành trước đó. Trong thế giới giao dịch Forex, khi có một người nào đó nói về phân tích kỹ thuật, điều đầu tiên ta nghĩ đến đó là biểu đồ. Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ bởi vì nó là con đường dễ nhất để hình dung thông tin lịch sử. Bạn có thể tìm thấy thông tin lịch sử giúp bạn xác định được xu hướng và mô hình. Điều đó có thể giúp bạn tìm ra cơ hội giao dịch tốt. Một điều đáng chú ý là do ảnh hưởng của tất cả các nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật, những mô hình giá và tín hiệu chỉ dẫn có xu hướng tự hình thành. Khi càng nhiều các nhà giao dịch tìm kiếm với mức giá nhất định, các mô hình biểu đồ, khi nhiều khả năng những mô hình này sẽ tự xuất hiện trên thị trường. Bạn nên biết rằng phân tích kỹ thuật rất chủ quan. Nếu như hai nhà giao dịch thiết lập chính xác một hệ thống biểu đồ hoặc tín hiệu chỉ dẫn không có nghĩa là họ sẽ có cùng ý tưởng về sự biến động của giá. Điều quan trọng là bạn cần hiểu khái niệm phân tích kỹ thuật. Từ đó bạn sẽ không bị bối rối khi ai đó nói về Fibonacci, Bollinger Bands, Pivot Spot. Bây giờ chúng tôi biết rằng bạn đang nghĩ là chà, những tay này thật thông minh, họ sử dụng những từ ngữ khó hiểu như Fibonacci, Bollinger. Mình chắc không bao giờ học được chúng. Đừng lo lắng quá nhiều, sau khi xem hết video của chúng tôi, bạn sẽ thông minh như vậy. Dạng thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây là phân tích tâm lý thị trường. Trước đó chúng ta đã nói về giá cả về mặt lý thuyết, phản ánh tất cả những thông tin hiện có trong thị trường. Thật đáng tiếc cho chúng ta vì nó không đơn giản như vậy. Thị trường không chỉ đơn giản là phản ánh tất cả các thông tin hiện có, bởi vì tất cả các nhà giao dịch không phải luôn hành động cùng một cách. Mỗi nhà giao dịch có ý kiến hoặc cách giải quyết riêng cho cách chuyển động của thị trường. Mỗi suy nghĩ, ý kiến của nhà giao dịch được thể hiện qua vị trí lệnh mua bán, từ đó giúp hình thành tâm lý chung của thị trường. Các nhà giao dịch không quan tâm đến việc bạn cảm thấy gì và bạn không thể di chuyển thị trường có lợi cho bạn. Ngay cả khi bạn hoàn toàn tin rằng đồng đô la sẽ tăng lên, nhưng người khác cho rằng nó giảm thì bạn cũng không làm gì được. Các nhà giao dịch, bạn phải xem xét tất cả các vấn đề, nó tùy thuộc vào việc đánh giá cảm giác của thị trường. Cho dù tăng hay giảm, cuối cùng bạn tìm hiểu như thế nào có thể kết hợp tâm lý thị trường vào chiến lược kinh doanh của bạn. Nếu bạn bỏ qua tâm lý thị trường, đó là một quyết định của bạn. Nhưng chúng tôi đang nói với bạn ngay bây giờ, đó sẽ là một sự mất mát. Có thể đánh giá được tâm lý thị trường là một công cụ quan trọng trong kho vũ khí giao dịch. Trong các bài học sau, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách phân tích tâm lý thị trường và sử dụng nó một cách hữu ích. Hy vọng rằng hai video về phân tích thị trường này, các trader sẽ không còn lo lắng gì nữa và các trader mới có thể tự tin tìm kiếm những đồng tiền đầu tiên do chính mình. Life Forex sẽ còn cập nhật những bài kiến thức hay hơn nữa. Vì vậy, hãy subscribe và cùng đón xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.